phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vừa hoàn thành nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021. Diễn tập năm nay có nhiều nét mới. Đây là hình thức huấn luyện tổng hợp cao nhất và toàn diện cho hệ thống chính trị cấp phường nhằm chủ động xử lý hiệu quả khi có tình huống xảy ra. Với các đề mục, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, phòng tránh đánh địch tiến công hỏa lực, tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ, bảo vệ vững chắc địa bàn phường. Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ diễn ra trong không khí khẩn trương, với sự vận hành cơ chế cấp ủy đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, ban chỉ huy quân sự, chủ trì phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, làm tham mưu theo chức năng nhiệm vụ, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, sẵn sàng huy động mọi tiềm lực để giữ vững địa bàn khi có tình huống. Trong cái đợt diễn tập lần này, thì qua cái việc mà luyện tập cùng với lại địa phương, thì bản thân tôi rút ra được rất nhiều kinh nghiệm cho mình, đặc biệt là trong cái công tác mà phối hợp, công tác tuyên truyền cũng như là vận động các lực lượng của mình để tham gia vào các tình huống khi mà có vấn đề xảy ra tại địa phương. Được tham gia diễn tập phòng thủ chiến đấu của địa phương thì phải nói là giúp cho các ban ngành đoàn thể, không chỉ riêng của đoàn thanh niên mà cũng như là tất cả các ban ngành đoàn thể chúng tôi là nắm chắc được nhiệm vụ của từng giai đoạn trong việc là địa phương chuyển trạng thái. Từ đó thì sẽ có những cái kinh nghiệm thực tiễn để khi mà địa phương xảy ra những cái tình huống. Từng chức danh trong diễn tập đã từng bước hình dung vị trí, vai trò của mình về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xử lý khá tốt các tình huống giả định được đặt ra, chủ động đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra trên địa bàn. Thông qua diễn tập cấp phường còn luyện tập khả năng huy động, sử dụng lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống bạo loạn lật đổ và tình huống địch tập kích vào thành phố. Qua đó, bổ sung hoàn chỉnh hệ thống văn kiện, kế hoạch tác chiến, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương trong tình hình mới. Qua cái cuộc diễn tập, chúng tôi được tiếp thu ý kiến, góp ý để bổ sung hoàn chỉnh các nội dung và các phương pháp chiến đấu như phục vụ chiến đấu. Thông qua hai phường diễn tập thì thể hiện rất rõ về các vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền và khả năng tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các ban ngành đoàn thể trong chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, chuyển lực lượng vũ trang trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Năm nay, quận Hải Châu có 5 trên 13 phường thực hiện diễn tập chiến đấu phòng thủ. Các phường đều có sự chuẩn bị chu đáo về văn kiện, cơ sở vật chất và con người. Từng ban ngành đoàn thể đều tích cực tập luyện, phối hợp nhịp nhàng trong mọi tình huống, xử lý và giải quyết các nội dung chặt chẽ, đúng nguyên tắc. Nét mới năm nay là diễn tập cấp phường đều thực hành sơ tán ra khu căn cứ chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ địa bàn trong điều kiện chiến tranh. Qua đó, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của quân sự quốc phòng địa phương ở cơ sở một cách hiệu quả.